Rồi, lên cá trôi nha. Đây, cá trôi á, cá chấm trôi. Hay lắm. Rồi, thấy gì? À, tới điểm cao rồi nha. À. Đây, 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 đây. Đó. À, ra cả ngày đó. 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 Hả? Rớt mồi hả? Lên hang nha. Đâu, 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 đâu. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì quấn nhanh dữ anh, nó chạy vô hả? Nó chạy vô hả chị hả? Con gì, con gì? Chà, trời ơi, ôi, ôi, quá ôi, ôi. Quá phê, giật đâu. Không có giật hả, còn sao? Nắm đuôi hay sao? Ôi, ai, cầm giùm cái cần đi. Không lại nắm đuôi nữa hả gì? Ờ, cầm, kỹ lên. Đang ấy rồi, sao tắt rồi? Nắm cái đuôi đó nghe. Đừng, đừng cái nắm cái thẻo. Đừng nắm thẻo. Đừng nắm thẻo. Đừng cầm dây. Tức là mình chụp cái đuôi thôi. Cầm dây nó sẽ giật sát bên, nó sẽ... cầm cái đuôi nha, từ từ thôi, không đừng có sợ. Rồi lên đó anh. Rồi bóc cái mang. Cầm đuôi thôi, thôi để em đi. Ôi. Để em cầm đâu mà. Cái đâu. Gì vậy? Cái tay ông gì vậy? Bóp vô. Rồi. Tức chết. Chết. Tức chết. Ôi. Vô, vô trong, vô trong giùm cái đi. Rồi, vô rồi. Giục vô. Đã giục mé. Đã quá đã. Ôi. Quá đã luôn. Hết chai nước của anh ta luôn hả? Có con cá sao? Con cá mập. Cá mái, cá mái. Ngon luôn. Quá, sáng sảy con rồi. Sảy rồi hả? Con cá nó đã. Con cá là sảy rồi. Thôi ôi. Cá này mới đã. Chuối hay là bánh mì hả? Bánh chai dầu. Dầu cái gì? Bánh chai dầu. Quá, sáng sảy rồi. Đúng rồi. Quê rồi. Cầm đấy mệt. Ôi. Đúng rồi luôn. Con này có bao nhiêu ký nha anh? Cỡ nhiêu ký hả? Bao bốn ký á? Không tới đâu. Hàng như bên. Ba ký hả? Tao nói ba ký mấy tới bốn ký. Trời ơi coi cái bụng của nó. Quá sáng sảy rồi giờ mới lên chứ. Ở lên cá nha. Câu mọi gì vậy? Xúc xích cá chê ăn nha. Rồi. Hay quá. Không có đem theo đồ đựng đâu. Lên cá nha anh em ơi. Cá chê ăn xúc xích. Rồi đường vô bãi câu nha. Ai thấy cái cửa màu xanh này thì quẹo vô cái hướng cửa màu xanh này nha. Quẹo vô, đó. Đó, rồi. Ai thấy cái đường đi câu này nè mà chạy vô đây nha. Rồi bây giờ mình chạy mấy người theo dõi mình nha. À, tiếp tục vô đường vô bãi câu này nha anh em. Bãi câu Thành Đòn. Đây. Giờ thẳng vô. Quẹo phải. Quẹo phải nha. Đây, quẹo phải. Không chạy lẹ được. Đường rầu rề lắm. Đó. Đâu phải rồi vẹo. Vẹo trái. Nên nó có một phần vẹo trái. Vẹo trái nha. Tép 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 tép. Vẹo trái rồi vẹo. Vẹo phải. Anh em nào muốn vô đây câu là nhìn vô cái clip này là chạy theo luôn, vừa cầm clip vừa chạy theo như mình luôn. Đó. Cái này là quẹo trái. Thấy ngay căn nhà này không? Đó. Rồi bây giờ canh xe dây điện này chạy ra nè. Trái rồi phải không? Thấy căn nhà đó rồi phải không? Thấy cái cục trắng trắng này không?
Ui, cục trắng trắng này. Đó, rồi quẹo cha phải nè. Đấy, một cái ngã tư đâm thẳng cũng ra bờ sông mà phải không? Ở đây khùng quá à, đi chó dí rồi. Rồi đó, thấy ngà trắng trắng không? Rồi quẹo phải cái nữa là tới. Đang giới thiệu đẹp câu bị chó dí à. À, chạy ra đây là tới rồi đó, thẳng tới là bờ sông nha anh em. Điểm câu cá thành đòn. Các loại cá cha, cá chê, cá chém, cá từ lưa từ đây hết.